hiện tại đang là ở vùng 28.900. Sau ngày hôm qua thì có một cái pha xuống tận là 27.300 27.400. Sau khi ngày hôm qua đã có những lúc Bitcoin tăng hơn 5% và chạm mốc gần 30.000. Đấy, hôm qua mà ai mà thứ nhất là long ấy mà không Long ở những cái vị thế không đẹp ví dụ như hôm qua thầy có cái lệnh long ở cái vùng này thì kể cả nếu mà mình không đặt SL thì bây giờ sáng dậy thì vẫn thấy cái lệnh của mình xanh nhưng mà nếu ai mà có những cái vị thế không đẹp ý, thì có thể là sẽ bị uh, quét SL thì bitcoin tại thời điểm này tương đối khó giao dịch các bạn nhé tương đối khó giao dịch uh, hiện tại thì nếu mà các bạn vào những cái khung thời gian nhỏ hơn thì các bạn nhìn thấy là bitcoin nó đã tạo ra những cái mô hình nó gọi là tạo những cái đỉnh thấp dần này các bạn này. Đỉnh thứ nhất là 31 này, đỉnh thứ hai là 3 30 30 ờ uh, đây. 31 này. Đấy, xong rồi uh, mấy cái vùng này. Đấy, 30 này. 30.5 này. Cái đỉnh này là 30 này. Thì hiện tại là các bạn nhìn thấy là Nó đang đi theo một cái mô hình là tam giác hướng xuống Anh nghĩ là nó sẽ còn sideways trong cái biên độ Khoảng tầm 27 đến 29 nghìn Thì tầm này nó tương đối khó giao dịch Tại vì cái cạnh các bạn thấy rằng là cái Nó đi xuống dưới cái cạnh dưới của tam giác ấy, Càng ngày thì cái đường chéo của nó ấy, Nó càng ngắn Thì là cách tốt nhất bây giờ là Nên chờ đợi thôi các bạn Nên chờ đợi hoặc là các bạn muốn định long sọt gì Thì các bạn sẽ canh hai cái cạnh Ví dụ như là mình sọt thì mình Thạch thì vẫn thiên về đợi các vị trí để long đẹp Tại vì thầy thấy là cái xu hướng uh, mua ấy, các bạn xu hướng tăng ấy Thì nó mạnh hơn Tuy nhiên thì chúng ta nên đợi các cái vị thế Thì nó sẽ nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé Ví dụ như là long chúng ta Những vị thế dưới mà nó có cái hỗ trợ kháng cự ấy Thì trong chúng ta chúng ta mua lên Đấy, còn bây giờ thì chắc ngồi ngoài thôi dụ như là bây giờ nó biến động trong biên độ hẹp quá rất là khó giao dịch Còn lại thì cái chiến lược vẫn là gom spot các bạn Tầm này gom spot ok Ok, thành nghĩ rằng là, là Bitcoin nó sẽ vẫn đang trong cái xuồng tăng Đấy, ví dụ như là mua spot ở cái vùng 27 này đâu quan tâm đâu Đấy, 27 này, đi xe vùng 27 Nếu nó xuống được 26 thì mình có thêm vùng đi xe nữa Hoặc là 25 Ok, các bạn hãy chia sẻ những cái ý kiến của các bạn nhé